Đam mê diện đồ của chồng để hóa tổng tài bụng phệ, chị gái gọi luôn cả hội bạn toàn ba bầu, náo loạn khắp con phố. Thời gian trước, cư dân mạng ôm bụng cười với bà chị nhân lúc bầu bì đã lấy luôn quần áo của chồng để cosplay tổng tài bụng phệ đi khám thai khiến cả viện xôn xao. Thì mới đây, chị đã nâng tầm cái thú vui này lên một tầng cao mới. Chơi một mình không vui lắm nên chị rủ thêm hai bà bạn thân cũng đang bầu bì nhập hội cùng. Mà đâu chỉ rủ nhau đi khám thai, ba bà quẩy khắp phố phường đến nhà hàng, quán xá. Xong xuôi rồi, vui rồi, rủ nhau đi đẻ thôi. Đúng là tính lầy thì nhất, đẻ xong đang đau muốn xỉu mà cái nét diễn nó vẫn y nguyên đây này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.